Thầy bảo viết cái gì các bạn viết cái đấy nhá. Unit 1, family life, getting started. Okay, so I think I will share the screen. I will share the screen for this. The first one is Unit 1, Family Life. Lesson 1, Getting Started. Getting Started. And in the Getting Started, it's the household chore. Household chore. With the name as household chores. Ok, Huyền Châu vừa vào lại đúng không? How are you sure? Đây là phần viết bảng ấy, các em nhá. Unit 1, Family Life. Lesson 1, Getting Started. With the words, how are you sure? And the first one, I want you to look at the picture, please. Look at the picture. What can you see in the picture? Nào, các em thấy gì trong bức tranh em mô tả lại nào? What can you see in the picture? So the first one, how many people? One. I want to go folk. How many people? We have four people. Okay, there are four people. Got it. Yes, really good. So who are they? Rất nhiều bạn đang tắt mic, bật thêm mic lên nha. Thầy luôn luôn để cái participant ở bên cạnh thầy đây, cho nên là bạn nào tắt mic là ao ngay được luôn đấy nhá. Nào, Thủy Tiên, Hải Nam. Hải Nam, answer my question. Who are they? They are students. Thanh Thảo không vẽ lên bảng của thầy. They are students. Họ có phải là học sinh không? Em đây ạ. They aren't. Nam. Are they students? No. No. So who are they? Họ là ai? Yes, they are a family. They are a family. They are a family. So what are they doing? Nào, họ làm gì nào? Đỗ Thị Thảo Nguyên. Mẹ đang làm gì đây? The real mother. Đỗ Thị Thảo Nguyên đâu? Dạ. What is she doing? Doing. She is. Oh my goodness. Now she is. Thảo Nguyên đọc lại theo thầy nào. She is. She. Thế mẹ đang làm gì? Nấu ăn. Nấu ăn. Nấu ăn thì tiếng Anh em dùng từ gì được nhỉ? Các bạn nào nghĩ đến từ cook dinner không? Nào, nấu ăn là gì? Nấu ăn ấy, mình nên dùng từ prepare dinner. Ok, vậy thì cô mẹ đang nấu ăn thì ta đọc là prepare or preparing. Nào, đang nấu ăn thì là preparing. Thảo Nguyên, thầy vẫn đang hỏi Thảo Nguyên mà. Dạ. Đang nấu ăn thì là prepare hay là preparing? Preparing ạ. Chính xác. Như vậy ta có như sau. Thứ nhất, picture description. Thứ nhất, đó là gì? There are four people. Đúng không? In the
picture. Đúng không? They are a family. Đúng không? Mẹ thì đang nấu ăn, đúng không? Mother. The mother is preparing dinner. Now, what about the dad? The dad. Maybe the dad. Thôi ta không dùng từ hút bụi đi. Ta dùng từ gọi là, nói chung dùng từ nó thoáng đi một tí. Gọi là dọn dẹp nhà hoặc là lau sàn đi. Anh Đức à? Bố thì tiếng Anh đọc là gì ở anh Đức? Father. Ok. The father is lau nhà là gì nhỉ? Cleaning. Aha, cleaning the floor. Cleaning the floor. Floor. What about the boy? The boy or the son? Nào, là con trai thì đang làm gì? Washing. Aha, is washing. Yeah, washing the dishes. And the girl là con gái, the daughter. Thì đang làm gì đấy? Đây là một từ mới đúng không? Ironing clothes là quần áo. Vậy ở đây các em để ý này, họ dùng in để nói. Vậy để mô tả đúng không? Gọi là để gì? Mô tả tranh đúng không? Ta dùng gì? Hiện tại tiếp diễn. Sau này ta sẽ học kỹ hơn về hiện tại tiếp diễn là như thế nào nha. Tức là verb gì? Verb in. Verb in để mô tả tranh, nhớ chưa? Đó, để ra mô tả tranh một vấn đề gì đó ta dùng hiện tại tiếp diễn. Họ là ai? Họ đang làm gì và họ ở đâu? Okay, so now look at about the dialogue. The dialogue. Và khi học của thầy các bạn phải có bút nha. Bút có nhiều loại bút nha. Bút thể nhất là một. Chắc là nhiều bạn đọc review ở trên confession rồi đấy. Bút đỏ là 2, bút chì là 3 và bút nhớ là 4. Đầy đủ nha. Mua ngay chiều nay phải mua ngay. Bút viết là 1, bút chì là 2, bút đỏ là 3 và bút nhớ là 4. Khi mà thầy nhắc là cầm bút nào lên thì lúc đấy có sẵn bút đỏ và bút nhớ, chức năng tương đương nhau. Understand? Vậy nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là nghe và sau đó gạch chân cái từ mà các bạn cho nó là từ mới. Từ mà các bạn cho nó là từ mới. Nào, bây giờ thầy cho thời gian là 1 phút để đi tìm bút. Chắc chắn bây giờ có một số bạn chưa có bút đỏ hoặc là chưa thấy bút đâu. Nghe và gạch chân từ mình coi là từ mới. Từ mình coi là từ mới là gì? Là thứ nhất là mình không biết phát âm. Thứ hai là mình làm sao? Mình chưa hiểu nghĩa của nó. Đúng không ạ? Thì đấy được gọi là từ mới. Đó. Từ mới thì tiếng Anh ta dùng là gì? À, new. Đấy cái không chắc này nha. New was, đúng không? Nhưng đối với lớp 10 ta sẽ gọi là vocabulary hoặc là lexicology. Lexicology tức là gì ạ? Là lexical. Interesting. Lexical items là các ngữ liệu từ vựng. Hiểu không? Ngữ liệu từ vựng thì trong đó từ new words đã là words, chỉ là từ thôi. Nó không thể nào là một cụm từ được, nó không thể là một phrases được. Nhưng vocabulary và lexicology thì bao gồm gì? À bao gồm gì? Gồm words. Gồm gì nữa? Gồm phrases. Gồm phrase verb. Đúng không ạ? Đó. Rồi gì?
rồi collocation, đúng không? Thì chúng từ bọn này đến đây, đó, thì chúng được gọi là new words vocabulary. Đó. Còn new words chỉ là từ mới thôi nha. Now, the next one. Listen. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng nghe chưa nhỉ? Nghe và gạch chân từ mới. Listen. Hello. Hello, Nam. This is Uncle Long. Is your dad there? I'd like to ask him out for a game of tennis. Well, I'm afraid he can't go out with you now. He's preparing dinner. Is he? Where's your mum? Doesn't she cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister and you? Do you help with the housework? Yes, we do. In my family, everybody shares the household duties. Today, my sister can't help with the cooking. She's studying for exams. I see. So how do you divide household chores in your family? Well, both my parents work, so we split the chores equally. My mother cooks and shops for groceries. My father cleans the house and does the heavy lifting. My sister does all the laundry. And I do the washing up and take out the rubbish. Really? It's different in my family. My wife handles most of the chores around the house, and I'm responsible for the household finance. She's the homemaker, and I'm the breadwinner. Anyway, I have to go now. Tell your dad I called. Bye. Oh, yes, I will. Bye, Uncle Long. So, any new words for you? Nào, cả lớp mình có từ gì là từ mới nào? Cả lớp nhắn vào khung chat cũng được, hoặc là đấy, ok, chat bây giờ thầy sẽ để everyone. Any new words? Nếu không có từ mới là thầy sẽ coi như không giải thích từ mới đâu nha. Okay, so I can see in the laundry, yes, groceries, okay, and household duties, got it. Okay, so now chúng ta cùng lướt qua từng dòng lời đoạn đối thoại một nha. Xem là nếu có từ mới thì thầy sẽ giải thích luôn cho các bạn nha. Duties, groceries, laundry, got it. Okay, so before learning about the new words, we will do the second task of this. Before learning about the language, yeah, right. Như vậy là cũng có khá là nhiều từ mới, đúng không? Nhưng cũng không phải gì đáng lo ngại, bởi vì những cái lượng từ mới đấy cũng là cái lượng từ mới mà các em cần phải biết. Thank you.
Yes, okay. So before learning about the new words, we will do about the task number three. Các em hãy làm task number four trước cho thầy. Các em nhìn ở trong cái phần sách giáo khoa, in the textbook, cái bài đối thoại vừa rồi. Và điền cho thầy vào bài số 4 này, xem là các em điền được những từ gì. Word and phrases related to the conversation. Now the first one, what about the first words? Household chores. Thì trong đoạn đối thoại người ta sử dụng những từ gì để nói về household chore nhỉ? Người ta sử dụng những từ gì các em? Now, hello. Household chore. Nhớ nha, một quy tắc nha, thầy là thầy hỏi cả lớp. Là thường là thầy sẽ hỏi cả lớp, rất ít khi thầy hỏi cá nhân. Hỏi cá nhân là khi nào để lấy điểm, hoặc là có vấn đề gì đặc biệt lắm thì mới hỏi cá nhân. Chứ thầy không quy định là lớp cứ im lặng, tôi gọi đến tên ai người đấy mới trả lời. Nha. Nào cả lớp tìm cho thầy từ đi với từ household chores. Trong cái đoạn đối thoại vừa rồi ạ. Yeah, it is a split. Wow. Đầu tiên đó là split. Split. What else? Còn từ gì nữa nhỉ? Split này, từ gì nữa? Divide. Và yeah, handle. Split, divide và handle. Split, divide và handle. Vậy thì nghĩa có nghĩa là gì ạ? Tất cả đều có nghĩa là chia sẻ công việc nhà. Chia sẻ công việc nhà. Nào. Chia sẻ công việc nhà. Split the household chores, divide the household chores, and handle the household chores. Chia sẻ công việc nhà. Các bạn chú ý nha. Chia sẻ công việc nhà. Vậy tất cả những từ này đều mang một cái nghĩa là chia sẻ công việc nhà. Nhớ nha. Và household chores, công việc nhà ta đếm được mà. Ví dụ mày rửa bát đi, đúng không? Mày nấu nhà, à, mày nấu ăn đi, đúng không? Đó, mày quét nhà đi, ta đếm được bằng cái danh từ của nó, đúng không ạ? Thì ta sẽ dùng từ chores, chores, đúng không ạ? Thầy dạy như vậy ổn không nhỉ? Thầy dạy như vậy là có tốc độ có chậm quá không các em? Có theo kịp không? Có theo kịp không các em? Có. Không theo kịp thì phải bảo nhá. Được rồi, tôi show mặt tôi lên cho các chị thấy nó có tinh thần học. Mặc dù mặt tôi chả đẹp đâu nhưng mà tôi vẫn cứ show. Okay, so the next one. What about rubbish? Rubbish. What is it? Rubbish. À đúng rồi, rác. Vâng, vậy ta có một cụm từ đó là take out the rubbish. Take out the rubbish. Đúng không ạ? Đó là đi đổ rác, đúng không ạ? Ta không dịch là đi đổ rác nữa, ta chỉ dịch là đổ rác thôi, đúng không ạ? Okay, take out the rubbish. Ví dụ như là rác đầy thì ta phải đi đổ. Và chúng ta sẽ phân biệt giữa rubbish với lại waste, đúng không ạ? Okay, chúng ta có cụm từ đó là do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Ta không đọc laundry. Do the laundry. Có nghĩa là giặt quần áo, đúng không? Thì ta nói tóm lại là giặt là ủi giấy khô các thứ ta có thể gộp chung nhưng đa phần đơn dịch là giặt quần áo. And groceries, chính cái từ groceries. Và ở đây tất cả những từ này nó đi với nhau, những từ này nó đi với nhau và nó không thể đi với từ khác được, vì nó đi từ khác nó sẽ mang nghĩa khác, thì cái này người ta được gọi là collocation, đúng không ạ? Đây chúng ta gọi là gì? Shop for groceries. Hoặc là đi mua sắm, đúng không? Nào hết dịch, đi mua sắm, đúng không? Shop for groceries.
Grocery là nhu gì? Nhu thiết yếu phẩm. Đúng không? Nhu thiết yếu phẩm. Như là đồ ăn, đồ uống hoặc là những gì liên quan đến nó. Không? The loser. Do they have a lifting? Hoặc là do the do have a lifting? Không là gì? À, làm công việc nặng. Chứ ta không dịch là mang vác nặng mà làm công việc nặng. Không? Làm công việc nặng. Ví dụ như những công việc gọi là tiếng Anh có cụm từ gọi là do they have a lifting hoặc là do the mending things. Không? Mending things là các công việc nặng, ví dụ như là đóng đinh này, sửa chữa trong nhà này, thì chúng ta dùng từ này. Ok. And washing up is mean the do be the washing up. Do the washing up. Now, do the washing up. Vâng, chỉ bật lỗi là nhanh thôi ạ. Nào bật mic lên đây, ta phải cho hát hò thế này. Nào, do the washing up. Có nghĩa là gì? À, chúng ta giặt giũ, đúng không ạ? Giặt giũ những vấn đề gì đó, đúng không? Ok. And household finances. Cái này lớp 6 học rồi này. Là công nghệ, môn công nghệ lớp 6. Chúng ta phải sử dụng đầu óc. Chúng ta phải sử dụng nhiều vấn đề để chúng ta tính toán chi tiêu cho gia đình thì được gọi là finances, là tài chính. Vậy household finances là tài chính gia đình. Financial support. À, tài chính gia đình. Household finances. Đó. Chúng ta phải dùng từ đó là chịu trách nhiệm về tài chính gia đình, đúng không? Be responsible for. Nếu như đọc thì chúng ta sẽ đọc là be responsible for, bởi vì trọng âm không rơi vào âm for, đó là âm xóa. Âm xóa để làm sao? Để các em luyện âm, đúng không? Âm xóa là âm gì? Âm không có, âm không chọn cho các em. Ví dụ như là I want to, chứ không ai phải đọc là I want to, đúng không? I want to go to the market. I'm responsible for household finances in my family. Great. Be responsible for it. Nha. Là chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính gia đình. Okay. They are about the worst for you in task four. Task four. The worst for you to. Okay, so write the verb and phrases in the words and collocation. Và ở đây người ta dùng một cụm từ đó là gì ạ? Verb phrases. Verb phrases. Tức là gì? Là những cụm từ này nó sẽ có nghĩa khi nó đi với những từ đấy. Thì cái này tiếng Anh chúng ta gọi một từ khá là thân thương và dễ thương, đó là collocation. Các em đã nghe cái từ này bao giờ chưa nhỉ? Collocations. Collocations có nghĩa là verb with verb hoặc verb with other phrases hoặc verb with other words, đúng không? Tức là cụm từ A đi với cụm từ B, đúng không ạ? A đi với gì? Với gì? Với B, đúng không? Mà gì? Có nghĩa gì? Nhất định, đúng không ạ? Nó gì? Nó không đi kèm với từ khác, đúng không ạ? Nó không đi kèm với thì nó được gọi là collocation. Các bạn ghi vào nha, ý nghĩa của nó nha. Nó không đi kèm với từ khác và đây được gọi là ngữ cố định hoặc cụm từ cố định. Nó ngữ cố định hoặc cụm từ cố định. Bạn chú ý nha. Không là mình đủ hết rồi nhá. Nếu ai thiếu thì báo nhá. Ngữ cố định hoặc cụm từ cố định. Như vậy đấy là cụm từ tiếng Anh đều là collocation. Collocation. Các em đọc tiếng Anh nó thoải mái ra. Okay, so listen to me the first. Look, how how's your? Divine, how how's your? Handle, how how's your?
take out rubbish, do the laundry, shop for groceries, do the heavy lifting, do the washing up. Be responsible for household. Be responsible for household finances. Đúng không? Đó. Như vậy, đấy là các verb phrases được sử dụng trong conversation. Đó. Thầy sẽ chụp lại màn hình và sau đó thầy sẽ gửi vào trên page của nhóm lớp và thầy sẽ bảo một bỏ vào chỗ đấy nhé. Một bỏ vào cái chỗ thông báo của thầy nhé. Ok. So the next one. Như vậy đấy là bài số 4, đúng không ạ? Đó. Chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ không. We have to decide to post or not given. Thì ta phải xác định được thông tin chu là thông tin đó là thông tin đúng. Đúng là gì? Là có nhắc đến, đúng không? Và gì? Đúng. Thế còn post, post thì là sao? Post thì là sao? À, là thông tin sai. Đã là thông tin sai thì sẽ là vẫn là có nhắc đến, đúng không? Có nhắc đến nhưng làm sao? Nhưng sai, sai có nhiều loại sai, có thể là sai một phần hoặc là sai toàn phần, chứ không phải là nhắc đến sai một phần mà vẫn là đúng. Và not given là không hề nhắc đến, không hề nhắc đến, đúng không? Hoặc nhắc đến chả rõ ràng thì nó là not given, đúng không? Như vậy là true and false and not given. Và thông tin này thì chúng ta sẽ làm bài như sau, đúng không ạ? Chúng ta có 3 bước để làm bài true or false and not given. Thử nghĩ xem, sẽ là ở chương trình trung học cơ sở các bạn học thì true false not given hoặc chỉ true false em làm như thế nào? Nào. Thế là mấy đứa yên lặng là vàng, đúng không? Nào, cách trả lời bài true for smart people thì ta làm như thế nào? Ta làm như nào? Đọc bài. Đọc bài. Thế thì học rồi. Kem ghi này. Kem ghi này. Bây giờ có gì? Hai nhỏ. Kem ghi hai nhỏ. True false not given. True false statement. Kem ghi true false statement. True false not given statement. Xong chưa? True for not given statement. Tôi đánh đàn, nó đang đánh tôi. Tôi bị thích sơ.
Ok, nó là true first statement, đúng không ạ? Bước đầu tiên và bước tiên quyết là các em phải đọc gì? Và lớp ghi vào, step one. Đọc câu. Nó phải đọc câu. Đọc câu và gì? Objection, keywords. Keywords, đúng không ạ? Gạch chân keywords, đúng không? Nhưng cái keywords của chúng ta chính là cái từ khóa. Vậy thế nào là từ khóa? Thế nào là từ khóa? Đúng không? Từ khóa. Từ khóa của chúng ta thường ý, thế nào là từ đó là gì ạ? Là các từ danh từ, động từ, tính từ, đúng không? Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và tên riêng, đúng không ạ? Đó. Ngoài ra các từ gì? Các từ phủ định, đúng không ạ? Các từ phủ định. Phủ định là cái từ có not này, có gì? Có in này, đúng không ạ? Có not hoặc là có gì? In.
cho cơm vào bát, xong rồi em cho không ạ. Bước vào, xong rồi em mang sang nhà tù nhé. Phủ định, đúng không ạ? Vậy thì các em phải phân tích thật kỹ cái chỗ mà nó liên quan đến các cái step để chúng ta làm phần true false statement. Đó, thầy để lên đây cho các em nhìn thấy, đúng không? Đây là bước 1 nhé, là các em làm cái trò đấy nhá. Bước 2 là chúng ta làm gì? Bước 2 là chúng ta gì ạ? Locate information, đúng không? Information đó là xác định, đúng không? Xác định thông tin nằm ở đâu trong bài đọc, là trong gì? Trong bài khóa hoặc là trong đoạn hội thoại, đúng không ạ? Đoạn hội thoại, tức là ta phải xem cái keyword nằm ở đâu trong gì, trong cái bài đấy. Và bước 3 là gì? Đọc dịch thông tin đó hoặc hiểu thông tin đó. Thường là gì? 2 câu có chứa từ khóa. 2 câu có chứa từ khóa, đúng không? Và bước cuối cùng là so sánh, đúng không? Để đi trả lời, đúng ạ? Để trả lời, có thể trả lời là Hải này, Chu này, cô này, not given này, vân vân, đúng không ạ? Ok. Understand? Cả lớp mình ghi kịp không nhỉ? Thầy để lại để cho các em ghi bài một lúc nhé. Ok, như vậy các em đã hiểu được cái cách để làm bài chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm bài thực hành nhé. Nào, đầu tiên ta cùng xác định câu số 1. Nam's father is going out to play tennis with Mr. Long. Vậy đâu là keyword các em nhỉ? Tên riêng đâu? Yes, right. Nhưng bài này chúng ta xác định được cái nhân vật của bài đó là Nam and Long. Ok, Nam and Mr. Long. Như vậy chắc chắn rằng keyword sẽ không tập trung nhiều vào đâu, đúng không ạ? Vậy chúng ta kể cùng xem keyword của câu này là gì nhá. Nó sẽ là gì ạ? À, đó là fathers, đúng không? Và với going out tennis with Mr. Long. Vậy bây giờ ta sẽ cùng xem
chỗ nào nhắc đến going out và tennis. Thì trong bài chúng ta có một chỗ ngay đầu đây. Đó chính là à, ở đây người ta dùng từ gì? I'd like to have him out for a game of tennis. Đúng không? Hoặc gì? I'm afraid he can't go out with you. He is preparing dinner. Như vậy là sao ạ? À, là có nhắc đến từ tennis. Đó, có nhắc đến tennis. Đúng không em? Có nhắc đến tennis. Nhưng không hề nhắc đến là có đi ra ngoài hay không, mà nhắc là I'd like. I'd like. Vậy ở đây ta có một cụm từ, đó là cấu trúc, các bạn em bắt đầu ghi vào phần từ nhé. Đó là I'd like. Đó là gì? Nó chính là gì? Là I would like. Yeah, I would like. Không đọc là would đâu nha. I would like. Look at my mouth. What? I would like. I would. Like. Đó là âm u ngắn nhé. Đó là âm ư. Nhớ là vậy ta đọc là I would like. Nó rất là nhẹ nhàng thôi. Would you like to drink? Yes. I would like to drink a cup of coffee. Chứ không phải I would. Đúng không? Nào là I would like. Như vậy từ đọc là what or could. Ok. Như vậy là tôi gì? À. Đúng không? Tôi muốn được cùng em về vùng biển đáng ngay. Đúng không? Ừ. I would like to become con dê cu. Đúng không? Next one. Đúng không? Như vậy là ask him out for a game of tennis. Aha. Ta có cụm từ ask him out. Câu này nó khá là hay. Câu này ta dịch là hỏi à? À, ta có một cụm từ là ask somebody to do something. Ask something cộng cái gì đó. Thì câu này có nghĩa là mời gì? À, mời ra ngoài. Mời ra ngoài. Hay là yêu cầu, đề nghị, đúng không? Đề nghị gì gì đó, đúng không? Tức là mời gì? Mời đi chơi ấy, đúng không? Đó, chuẩn nhất là mời đi chơi. Đó. Như vậy sau này chúng ta có thể dùng cái cụm từ này trong viết được, đúng không? I ask him out to game of tennis, đúng không? For a game of tennis. Đề nghị ai đó làm gì. Đó. Như vậy ông ấy chỉ đề nghị, đúng không? Và người ta ghi là he's I'm afraid he can't go out with you now. He preparing dinner. Dấu hiệu của chúng ta chính là từ can't. Vậy có đi được không? Có đi được không? À, không đi được. Như vậy là chúng ta xác định thông tin này. Thông tin đi chơi tennis có nhắc đến không? Có nhắc đến tennis không em? Có. Nhưng có đi chơi không? Không đi chơi. Vậy là thông tin có được nhắc đến nhưng sai lệch. Đúng không? Vậy đó là post. Đó, như vậy em sẽ xác định thông tin như thế. Không? Rất là rõ ràng. Đó. Và tân định vị thông tin. Và các bạn cố gắng, tại sao thầy dạy các em dịch ở đây không phải là dịch từ mà dịch và tập trung vào cái ý đấy. Thì lát nữa các em sẽ xem lại cái bài này của các em, không gạch đỏ hết cả bài đâu nhé. Câu số 2 nào. Dan's mother is a busy woman. A woman. Okay. Woman. Vậy tôi có từ mother. Busy woman. Từ woman số nhiều là woman. Ok. Vậy ta cũng xem là busy nhá. Và từ mother đâu nhá. Nào. À ha. Người ta không dùng từ mother. Mà người ta dùng từ gì? Mom. Như vậy là người ta dùng từ đồng nghĩa. Mặc dù bài đọc ở trình độ rất là cơ bản, nhưng người ta dùng đồng nghĩa. Đúng không? Gọi là synonym và antonym. Mấy đứa khác có chép bài không đấy? Có. Đối nhá, sách giáo khoa là cái mà các em vẽ rất là nhiều cái. Và khi nộp vở thì chỉ yêu cầu các em nộp vở thôi, chứ không nộp sách giáo khoa. Vở thì rất là ít, vở chỉ để ghi từ mới và những cái gì mà thầy yêu cầu ghi. Ví dụ như cái này này. Cái này là phải ghi vào vở này. Cái này là một này. Với lại cái từ mới là hai. Cứ từ mới là các em tự ghi vào vở. Đó. Ok, như vậy là mom.
bằng với từ mother. Và người ta có nói một câu là gì? À, ngay dưới người ta nói là usually does cooking, but working late today. Tức là gì ạ? Working late today. Late đứng cuối từ, late đứng cuối câu để thể hiện muộn, đúng không? Thông tin chúng ta cần tìm là thông tin bận rộn. Mà ở trên người ta nhắc đến là gì? Late là đi làm về muộn. Và bình thường mẹ nấu ăn. Vậy thông tin có nhắc đến không các em? Thông tin ta cần có nhắc đến không? Không hề nhắc đến. Vậy nó thuộc vào cột not even. Yeah, right. Not even. Đó. Thông tin số 3. Nam sister is cooking dinner. À, ta chuyển sang từ sister. Chú ý từ này phát âm nha. Ê. Sister. Sister. Nhiều bạn đọc là sister. Baby sister. Sister. Ok. Cooking dinner. Dễ rồi. Vậy bây giờ ta sẽ cùng lên tìm đại gia đình nhà Nam rồi, đúng không? À, ông Long bảo how about sister and you? Vậy nhắc đến rồi, đúng không? À, sister. Bóng thêm một câu là do you have with the housework? Housework. Và ở đây có từ sister đây này, người ta giải thích đây, đúng không? À, can help with the cooking. Vậy ta chỉ cần thấy cái từ của chúng ta là từ phủ định, là từ can't. Chắc chắn là có làm không? Có nấu ăn không em? Không nấu ăn đúng không? Đúng không? Không nấu ăn. Vậy đáp án sẽ là false, đúng không? Đó là gì? Không nấu ăn. Đúng không? Đó. Mà là gì? Mà là exam. Study for exam. Ok. So we are the worst. Study for exams. Đó là gì? Ôn thi. Đừng ghi là học cho kỳ thi nhá. Chúng ta dùng cái vốn hiểu biết tiếng Việt của chúng ta, có các vấn đề xã hội rồi mọi thứ, cái lượng từ vựng để chúng ta translate một cách hiệu quả. Study for exams. Ôn thi. Next one of the words. It means sometimes Nam's father cook. À, lúc này có từ sometimes, tức là không phải luôn luôn, nhưng father cooks. Vậy ta cùng xem nhá, xem có đúng không. Bắt đầu ra cái father thì cái điều này là đơn giản rồi, bởi vì hôm nay bố thì hôm các em còn nhớ he's preparing dinner đúng không, hôm nay bố nấu cơm, thỉnh thoảng bố phải nấu cơm rồi. Mà được khẳng định rõ ràng hơn là cụm từ gì? Divide all household in a family, đúng không? We gì? We split the chores equally. What? We split the chores equally. Cụm từ equal. Equal. Từ mới nha. Equal là tính từ, đúng không ạ? Đó. Chuyển sang gì? Sang trạng từ là equally. Equally, đúng không? Really là đuôi của trạng từ, đúng không? Trạng từ. À, đó là gì? Là công bằng, đúng không? Là gì? Là bằng nhau. Bằng nhau. Ok. Equal and equally, bằng nhau. Ok. Như vậy là chia sẻ công việc nhà một cách gì? Ngang nhau. Correct. Yeah, that's right. Thế thì chắc chắn một điều rằng bố vì bố có là vì trong bài có nhắc đến, nhưng người ta không dùng từ cook mà người ta dùng từ gì? Preparing dinner. Right. Preparing dinner. Đó, các em nhớ nha. Những cái cụm từ mà nó đồng nghĩa như này này, nó sẽ rất hay xuất hiện ở trong các bài thi, đúng không? Đặc biệt là các bài thi IELTS or B1 vân vân.
Tiếp tục chúng ta đến với câu gì? Câu số 5. Everybody do some housework. À, câu này ta không cần đọc tạng trả lời được. Everybody là ai cũng vậy, đúng không ạ? Và tất nhiên trong gia đình của Nam làm sao ạ? Do housework, đúng không? Mà cái câu này nó bằng nghĩa với một câu rất là hay, đó là gì? We split the chores equally. Vâng. Vậy câu này chắc chắn là do. Vâng ạ. Chu. Ok. Nó là thế giới quan duy vật của tất cả chúng ta hiện nay đang tư duy và đang làm việc theo thế giới quan duy vật. Nó thể hiện tất cả thế giới. Chứng minh được gì nữa, đúng không? Hôm nay chúng ta đang còn tìm ra một thế giới thứ ba. Đang còn hy vọng và người đang còn hy vọng. Đang tiếp tục nghiên cứu rất là sâu lớn này. Chúng ta nhận thức được thế giới. Và dòng thứ ba tiếp theo. Thế giới quan duy vật. Thế giới quan duy vật. Đúng không ạ? The chores equally. Như vậy, đây là true. Wrong. Mr. Long never does the household chores. À, ở đây, lúc này không hề nhắc đến nhà Nam nữa, mà sẽ nhắc đến nhà gì? Nhà ông Long, đúng không ạ? Gọi là Mr. Long. Không, là gì? Never. Never. Household chores. Mà thậm chí ta chỉ cần từ chores cũng đủ rồi. Cái từ quan trọng là từ phủ định, đó là từ never. Ở trong nhà ông Long nhá, thì ta sẽ cùng xem là à đây, ông Long có nói một câu là gì? Đây Nam được nhá, nhà Nam đến đây xong nhá. Nhà Long là gì? À, ông Long là người nói, mà ông ấy nói là my wife handles most of the chores around the house and I'm responsible host with your finances. She's the homemaker and I'm the breadwinner. À, ông ấy có nói là I'm responsible for the household finances, đúng không? And I'm the home breadwinner. Breadwinner là gì và homemaker là gì cả lớp? Homemaker là lựa chọn, rất là dễ, đúng không? Còn breadwinner là gì? Trụ cột gia đình ạ. Trụ cột gia đình, chính xác. Tại sao lại là trụ cột gia đình? Tại sao là người ta dùng từ bread? Các bạn nhớ lại xem ở phương Tây ấy. Hình như hồi trước người ta có cái gì liên quan đến bánh mì. Tại sao lại là bánh mì? Vậy trong hai thế giới quan duy vật của duy tâm, thế giới quan nào sẽ nâng cao vai trò của con người đối với tự nhiên và không? Rồi ghi hai khái niệm đi thôi. Xin chào mọi người, một phút thôi mà. Duy vật hay duy tâm? Ok, so bánh mì. Tại sao lại là bánh mì? Thầy hỏi các em một câu nha. Trả lời lần lượt này. Ở nước ngoài, trong ba bữa sáng, và bây giờ chỉ có sáng tối, thì bữa ăn nào là quan trọng nhất đối với họ? Breakfast. Bữa nào? Bữa sáng. À, bữa sáng.
bữa sáng là quan trọng nhất đối với họ. Sáng. Vậy thì kem thử nhớ xem tất cả các vở kịch đúng không của nước ngoài đều xuất hiện người bán bánh mì. Đây là một. Thứ hai là bữa sáng là bữa quan trọng. Đúng không? Thứ ba, nếu như kem để ý với văn hóa Pháp thì Pháp nổi tiếng với bánh mì dài gọi là bánh mì baguette. Đúng không? Tiếng Pháp nó không đọc là tờ mà đọc là baguette. Nó đọc rất là rõ là baguette. Đó. Cái bánh mì nó quan trọng. Cái bánh mì nó là cái cốt yếu của bữa sáng. Họ chủ yếu ăn sáng bằng bánh mì còn gì? Đúng không? Bánh mì phết bơ, bánh mì kẹp thịt, hamburger, vân vân, hot dog, đúng không? Họ tất cả đều là bánh mì. Vậy họ lấy cái hình tượng đó để lấy cho breadwinner là người trụ cột trong gia đình. Đó. Còn Việt, còn tiếng Việt tại sao lại gọi là trụ cột? Vì ở nhà nông thôn ngày xưa, nhà nông thôn thời xưa, đó là mỗi một nhà thường có những cây cột rất là lớn, đúng không ạ? Hoặc là con voi được coi như cái cột đình mà, đúng không? Chân voi được coi như cột đình mà. Thì cái cột đấy chống đỡ căn nhà, đứng ở giữa căn nhà, chống đỡ căn nhà, đúng không? Để chống bão, chống gió, vân vân các thứ, đúng không? Đó. Thầy xuất thân từ nông thôn, cho nên là cái trụ cột đấy thì thầy nắm rất là rõ. Đó, các em ít được nhìn thấy. Vậy thì đấy là lý do người ta dùng từ breadwinner. Nào, vậy bây giờ thầy hỏi các em từ homemade. Các em dịch cho thầy. Dịch được, được 10 điểm. Homemade. Được làm tại gia. Tại gia. Okay. Tại nhà, nhầm. Được bây giờ tại trong gia. Một đi trong một cái menu của cái restaurant. Đúng không? Restaurant. Menu. Thì làm sao homemade dịch là tại gia được? Vậy có ai có thể tiêu diệt nào? Nào homemade. Các em có nghe cái quảng cáo sữa chua nhà làm ngon như là làm không? Sữa chua nhà làm ngon như nhà làm. tự làm. Đúng không? Các em có thấy từ home không? Thế thầy hỏi này, từ home từ điển dịch gì? Nhà thì ạ. Thế mét kem dịch nhà là gì? Nhà là nơi có family. Mét kem dịch là gì? Làm. Thế vậy làm tại nhà. Có phải là nhà làm không? Tự làm nhá. Mét là thực hiện. Đó là themselves. Nhớ chưa? Tự làm. By themselves, by myself, by .. đúng không? By .. hoặc là selves. Nhớ chưa? Tự làm, đừng dịch là nhà làm. Vậy tức là từ đây sẽ là sữa chua nhà làm, tức là sữa chua tự làm, ngon như sữa chua được mua ở ngoài. Ý là như vậy, phải không? Nhưng Việt Nam mình lại dịch là sữa chua nhà làm, ngon như nhà làm. Đây là cái wrong in translation trong kỹ thuật dịch tiếng Anh. Đó là dịch gì? Literary translation. Và họ dịch ở đây gọi là word by word. Dịch quá sát từ, cho nên không được phép như thế. Okay. So, it's time for you to have a done now. No. Tiếp sau muốn gì nhỉ? Rồi. Các bạn bên nhớ nha, chép đầy đủ từ mới nha. Từ mới của chúng ta chỉ đơn thuần là từ vựng của bài 4. Các bạn phải chép đầy đủ. Thứ hai là từ vựng của phần getting started. Nha. Getting started. Đúng không? Đó. Thì sẽ up ở trên nhóm và các bạn nộp vở vào đấy, đúng không? Tiếp nữa là các cái step các em biết và thuộc lòng nha. Và sau đó bài tập về nhà chỉ đơn giản là học thuộc lòng thôi. Hôm sau thầy mà cho chơi quiz mà các bạn không làm được ấy, cứ một cái phải nha. Và sau đó là các em sẽ làm gì?